Minh Nguyệt xin kính chào quý thính giả. Hôm nay thứ ba, ngày 27 tháng 2 năm 2018, cũng là buổi phát thanh lần thứ 2481 của Đài Đáp Lời Sông Núi. Mở đầu chương trình, như thường lệ là phần tin tức, mời quý vị cùng theo dõi những tin chính sau đây. Nhà báo Phạm Đoan Trang khẳng định đấu tranh chống độc tài Việt Nam. Dân Hòa Vang lại bao vây nhà máy thép gây ô nhiễm môi sinh. Đài Loan bắt giam 10 phụ nữ Việt Nam. Báo chí Trung Cộng lại la ó về việc mẫu hàm của Mỹ sắp cập cảng Việt Nam. Dân Hoa Luộc chỉ trích tham vọng quyền lực của Tập Cận Bình. Tuần duyên Argentina lại nổ súng vào tàu cá Trung Quốc. Bảo Trân và Bá Cơ sẽ gửi đến quý thính giả phần tin chính nêu trên để mở đầu chương trình. Kế đến, mời quý vị đón nghe buổi tường trình về lễ tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát đồng bào trong dịp Tết Mậu Thân 1968 được tổ chức tại thành phố Westminster, miền Nam California, Hoa Kỳ. Giữa chương trình qua chuyên mục Đất nước đứng lên với bài viết của tác giả Trần Trung Đạo, côn đồ Đặng Tiểu Bình từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam. Sau cùng là phần bình luận với tựa đề Dân ý về chết và chôn. Thưa quý thính giả, với phần bình luận này cũng sẽ kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi hôm nay. Và chương trình phát thanh hôm nay cũng để vinh danh bà Ngô Thị Minh Ước, một người Việt yêu nước đang bị giam cầm trong ngục tù cộng sản. Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng theo dõi phần tin tức với Bảo Trân và Bá Cơ. Trong một tuyên bố đưa ra vào hôm qua, 26 tháng 2, nhà báo Lệ Dân Phạm Đoan Trang khẳng định là cô đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài tại Việt Nam. Tuyên bố nói trên được đưa lên mạng truyền thông xã hội qua bức ảnh chụp hai lá thư viết tay bằng Việt ngữ và Anh ngữ. Trong thư, nhà báo Đoan Trang xác nhận mình là tác giả cuốn Chính trị Bình Dân và bày tỏ sự khinh thường đối với những kẻ đã và đang muốn tiêu diệt cô cùng cuốn sách. Ở cuối thư, nhà báo Đoan Trang nhấn mạnh là mình đấu tranh để xóa bỏ chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam, nhưng không hề cổ vũ bạo lực và không gây tổn hại đến người dân Việt Nam. Ngay sau khi lá thư được tung lên mạng, đã có hàng ngàn người bày tỏ sự ủng hộ và khâm phục sự can trường của cô. Bà Nguyễn Thúy Hạnh, một đồng đội sát cánh với cô Đoan Trang, cho biết là công an đang bao vây chặt chẽ quanh tư gia của cô Đoan Trang và có thể ra tay bắt bớ bất cứ lúc nào. Cho đến khuya tối hôm qua 26 tháng 2, hàng trăm người dân xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng vẫn tiếp tục bao vây nhà máy thép Dena Ý để yêu cầu nhà máy này phải nhanh chóng rời sang nơi khác theo cam kết trước đây. Nhà cầm quyền huyện Hòa Vang đã điều động một lực lượng công an đông đảo đến nơi để bảo vệ nhà máy. Một số người dân cho biết là cuộc bao vây phong tỏa nhà máy bị đình hoãn trong dịp Tết vừa qua. Theo cam kết vào năm ngoái của nhà máy và quan chức huyện Hòa Vang, thì khoảng 340 gia đình sẽ được bồi thường để rời đi nơi khác. Nhưng đến hôm nay vẫn chưa có gia đình nào được bồi thường. Trong khi đó thì đại diện nhà máy Dena Ý tuyên bố là sau 4 cuộc xuống đường của người dân, nhà máy đã lắp đặt các thiết bị kỹ thuật mới, không còn gây ô nhiễm môi trường. Về vấn đề di dời dân cư xung quanh nhà máy, đại diện này cho biết đó là trách nhiệm của nhà cầm quyền địa phương. Giới hữu trách Đài Loan vừa bắt giữ 13 người liên quan đến đường dây mãi dâm ở thủ đô Đài Bắc, trong đó có 10 phụ nữ mang quốc tịch Việt Nam. Vụ bắt giữ diễn ra trong cuộc bố ráp của cảnh sát vào tuần trước, sau khi có mật báo về đường dây đưa phụ nữ Việt Nam sang Đài Loan để hành nghề mãi dâm. Một quan chức di trú Đài Loan cho biết là 10 phụ nữ này sẽ bị trục xuất về Việt Nam sau khi có kết quả điều tra. Trong khi đó thì tại Singapore, một công nhân xây dựng Việt Nam vào hôm qua đã bị kết án 15 tháng tù về tội chuyển lậu một số sườn tê giác sang Lào vào tháng 8 năm ngoái. Theo báo chí Singapore, thì Nguyễn Vinh Hải, 29 tuổi, đã bị bắt giữ ở phi trường Changi vào ngày 31 tháng 8, sau khi nhân viên quan thuế tìm thấy 8 miếng sườn tê giác nặng 3 kg và một gói bột mài từ sườn tê giác trong hành lý của Hải. Theo cáo trạng thì số sừng nói trên phải đến từ hai con tê giác đen, một loại thú sắp bị diệt chủng, hiện chỉ còn không đến 5.000 con trên toàn thế giới. Theo thị trường chợ đen hiện nay thì mỗi chiếc sừng tê giác đen có giá đến 65.000 Mỹ Kim một ký.
Tờ Hoàn Cầu Thời báo, cái loa tuyên truyền bằng Anh ngữ của Trung Cộng, vào hôm qua lại cáo buộc là việc Hoa Kỳ đưa hàng không mẫu hạm đến viếng thăm Việt Nam là nhằm tăng cường quân sự với Việt Nam để kiềm chế Trung Quốc. Trích lời của cái gọi là giới chuyên gia quân sự, tờ báo này còn cho rằng sự hiện diện thường xuyên của các mẫu hạm Mỹ ở Biển Đông chỉ gây căng thẳng thêm trong khu vực và gây tổn hại đến mối quan hệ Mỹ-Hoa. Các cáo buộc nói trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi mẫu hạm Carl Vinson cùng với hải đội Hồ Tống tiến vào vùng biển Trường Sa vào hôm Chủ nhật 25 tháng 2. Cũng trích lời một chuyên gia Trung Cộng, tờ báo nói rằng hành động của hải đội Hoa Kỳ nằm trong chiến lược quân sự mới của Tổng thống Donald Trump và chỉ là các hoạt động đầu tiên trong năm nay của Hoa Kỳ. Cần nói thêm là mặc dù phía Hoa Kỳ chưa chính thức thông báo, nhưng thông tấn xã Việt Nam vào hôm Chủ nhật loan tin là hải đội Carl Vinson sẽ ghé thăm Đà Nẵng từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3 tới đây. Các mạng truyền thông xã hội tại Hoa Luộc và Hồng Kông trong hai ngày qua đã dấy lên làn sóng chỉ trích đề nghị sửa đổi hiến pháp để lãnh tụ Tập Cận Bình có thể cầm quyền thêm vài nhiệm kỳ nữa tại quốc gia đông dân nhất thế giới. Vì sợ bị bắt bớ, đa số các ý kiến đều tránh nêu tên Tập Cận Bình mà chỉ viết chung chung như đất nước sắp trở thành Bắc Hàn hay đang bắt chước người láng giềng. Ngay lập tức cơ quan kiểm duyệt Trung Quốc đã xóa bỏ các bình luận nói trên và các cụm từ tìm kiếm giới hạn hai nhiệm kỳ cũng bị ngăn chặn trên Internet. Trong khi đó thì Nhật báo Nhân dân lại khẳng định là đa số cán bộ và nhân dân ủng hộ việc sửa đổi hiến pháp. Các tờ báo lề đảng Trung Quốc, đứng đầu là tờ Hoàn Cầu Thời báo, đã cố gắng giải thích dự án tu chính hiến pháp không có nghĩa là chủ tịch nước sẽ nắm quyền vĩnh viễn. Lực lượng tuần duyên Argentina một lần nữa lại nổ súng để xua đuổi tàu cá Trung Quốc xâm nhập vào hải phận nước này. Vụ nổ súng diễn ra vào hôm thứ Bảy 23 tháng 2, khi chiếc tàu cá có tên Jingchuan 626 bị phát giác đang đánh cá trong vùng đặc quyền kinh tế của Argentina. Trong đoạn phim do Argentina công bố, có cảnh một sĩ quan tuần duyên của họ đã dùng loa phóng thanh yêu cầu tàu cá này rút lui trước khi nổ súng. Trong lời cảnh cáo sau đó, viên sĩ quan này báo trước là họ sẽ nổ súng vào đầu tàu nếu như không rút lui và sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ thương vong nào. Sau khi nổ súng, một cuộc truy đuổi đã diễn ra suốt 6 tiếng đồng hồ và chỉ kết thúc khi Bộ Ngoại giao Argentina nhận được tin tức và yêu cầu chấm dứt cuộc truy đuổi. Kính thưa quý thính giả, như tin chúng tôi đã loan, vào lúc 4 giờ chiều Chủ nhật ngày 25 tháng 2 năm 2018, cộng đồng người Việt ở miền Nam California gồm Hội đồng Liên tôn Việt Nam và nhiều hội đoàn đoàn thể đã tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm cuộc thảm sát đồng bào trong dịp Tết Mậu Thân 1968 do Cộng sản Việt Nam chủ trương. Buổi lễ diễn ra tại Tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ, thành phố Westminster, California, được hàng ngàn đồng hương tham dự. Mời quý thính giả theo dõi cuộc phỏng vấn do phóng viên Barker gửi về sau đây. Kính thưa quý thính giả của Đài Đáp Lời Sông Núi, hôm nay là ngày 25 tháng 2, 2018, tức là ngày mùng 10 Tết Mậu Tuất. Cộng đồng người Việt tại Nam California, Hoa Kỳ đang tổ chức một buổi tưởng niệm cho nạn nhân bị Cộng sản tàn sát dã man tại Huế vào dịp Tết Mậu Thân năm 1968. Tuy thời tiết se lạnh, nhưng quy tụ rất là đông đảo đồng bào tới tham dự. Vâng, 50 năm đã trôi qua, nhưng những vết thương nay vẫn còn rớm máu. Khi mà Cộng sản Việt Nam tổ chức ăn mừng 50 năm chiến thắng Mậu Thân, với bốn người cầm đầu đảng và nhà nước thay nhau đọc diễn văn, ca ngợi sự tàn sát diệt chủng kinh hoàng gây chấn động trên toàn thế giới. Để mở đầu chương trình, ông Phan Kỳ Nhơn, trưởng ban tổ chức, nói lên ý nghĩa và mục đích của buổi tưởng niệm. Sau đó là các hội đoàn đặt vòng hoa tưởng niệm. Kế đến là các vị tu sĩ trong ban liên tồn thắp hương và dâng lời cầu nguyện cho các vong linh đã bị giết một cách tức tưởi oan khiên. Kế đến là các vị dân biểu địa phương phát biểu và chia sẻ với đồng bào nạn nhân của Huế. Tiếp theo là phần văn nghệ do ban tụ ca Xuân Điểm diễn qua nhạc cảnh giải khăn xô cho Huế với cảnh cộng sản tàn sát giết hại dân lành vào dịp Tết Mậu Thân
1968 tại Huế, gây sự xúc động mãnh liệt cho người tham dự. Vâng, bá cơ xin kính chào ông Võ Văn Bằng. Sau cái biến cố Tết Mậu Thân, thì ông là chủ tịch của truy kiếm và mai táng những cái nạn nhân mà bị cộng sản thảm sát ở Huế. Vâng, thưa ông, 50 năm đã trôi qua thì ông còn nhớ lại những cái giây phút mà ông đã làm cái công việc đó không ạ? À dạ, thưa trước xin chúng tôi xin là tôi là nghị viên hội đồng tỉnh Trà Vinh. Thì trước 50 năm á, thì tôi đứng trong cái cương vị dân sự và là do cái sự yêu cầu của tất cả các cái người mà bị Việt Cộng thương nhân chồng con, bị Việt Cộng dân đi, chúng gọi là học tập cải tạo đó. Thì khi mà tìm ra một vài xác được á, chúng tôi cũng xin cảm ơn ào ồn ào ào ra để tìm nhiều thì họ nhờ chúng tôi đến cái hội đồng tỉnh để mà tổ chức một cái cuộc truy tầm và cải tạo nạn nhân cộng sản Mậu Thân. Có ngày hôm nay thì giờ thưa và ngày hôm nay thì tôi đã cũng mới nói cái sự kiện mà trong cái công tác và đi tìm đó thì có lẽ là khi mà hay là chúng tôi cũng là nói lên qua những cuộc phỏng vấn chúng tôi cũng nói lên rất nhiều. Tại sao thì làm sao mà 5 năm qua chúng tôi nhớ chưa hết, nhưng bây giờ có một điều như thế này, nếu như chúng tôi nói, chúng tôi nhớ, chúng tôi nói thì có tính cách khách quan, có tính cách chủ quan. Nhưng mà giờ thưa quý vị cứ nhìn những cái nạn mà còn lại để qua cái cuộc truy tầm cải táng thì những cái nạn đó là những camera của người ngoại quốc, của người Pháp, của người Mỹ, của người Nhật họ quay rất nhiều. Thì trong đó quý vị thấy không phải là đạo diễn mà rõ ràng như vậy là những cái thi hài đào lên thì tan rã, nhưng mà còn lại những cái giấy trói, giấy ngắn và lạc trói cặp cánh, giấy dài là trói chùm, nói tất cả những cái chùm này chùm kia dập vào chỗ nhiều để chôn. Thì đó là một cái sự rõ ràng mà giờ không thể chối cãi đi đâu được. Đó, hơn nữa sau này có những cái về phía đối phương còn lại đó là do bom đạn của Mỹ. Thì nếu như bom đạn của Mỹ là gì? B-52, mà B-52 là lúc cái bom đạn nó xuống cái ổ rất sâu. Thì đây là cái hầm, chứ cái ổ kém dài độ khoảng hơn độ khoảng vài mét thước, cứ hai thước thôi, một thước thôi. Đó, và nó dọc như vậy. Và xưa thì tôi đã đi tìm xác rất nhiều và đại khái những cái xác tương tự như vậy, gồm có đầu vợ, sọ bệ. Vì sao vợ tức là họ lấy cuộc họ đánh, vì khi mà trốn xuống có những người trúng đạn, có những người không trúng đạn thì họ quay cuồng lên thì nó lấp đất, và những người mô nó trôi óc lên thì chúng nó lấy cuốc xẻ hoặc là bật súng nó đập. Dạ thưa ông như vậy. Vâng, thưa ông, thưa qua mai táng như vậy đó thì cái kết quả là nạn nhân đã bị Việt Cộng tàn sát là tất cả là bao nhiêu thưa ông? À dạ thưa, tôi vì tôi có tổ chức, tôi làm kỹ vô cùng. Chúng tôi phụ trách cái vùng đông nam thành phố Huế, tất nhiên là liên hệ đến bác Bửng, Phú Vang, Phú Tử và Hưng Thủy. Thì chúng tôi có trong cái ban tổ chức, chúng tôi đọc cái ban dần dạng. Và dần dạng là gì? Thật ra dần dạng thì rất khó vì đầu lâu xương tủy nó lẫn lộn với nhau. Nhưng mà sở dĩ chúng tôi dần dạng được và một số họ trình được thân dân để về nhà án tảng á, thì vì chúng tôi còn đánh những số 1, số 2, số 3, các số đó chúng tôi ghi rõ. Thế nào là có những cái di tích chi, có những dấu vết chi, mà giờ còn lại ở trong mình. Ví dụ như thưa ông, tôi tìm được xác cha Bộ Đồng, thì tôi không biết đó là cha Bộ Đồng, nhưng mà tôi thấy trên cái ảo, trên cái thi hài để có cái thành giả. Thì hôm đó tôi là Phật giáo, nhưng mà tôi thấy tôi xúc động vô cùng. Tôi cũng không biết gì về tôn giáo lắm, nhưng mà tôi xúc động là vì một người tu hành đem lại cái nguồn an ủi vui vẻ cho tất cả tín đồ với đồng bào ấy, mà ngài đã chết thì sợ gì. Chúng tôi biết được cái đầu tiên cả tôi biết được một cái người tôn đạo thôi, nhưng mà sau khi cha để lại 3 bức thư ở trong cái kiếm á, những cái kiếm thì nó không bị hủy hoại được, thì trong cái đó một bức thư về cho cha, cho gia đình, bảo rằng cha là bất hiếu, cha mẹ không phụng cho được. Bức thư thứ hai để cho bạn con kia, thúc giục con kia luôn luôn để nhà thờ để cầu nguyện. Một cái bức thư thứ ba là để cho các bạn bè,
thì tôi thấy khi tôi đọc cái bức thơ này tôi xúc động vô cùng. Trong khi đó cha biết trước là cha bị việc cầm viết, nhưng mà chưa cũng có một lời cảm, cũng có một cái lời mà tan bạc, buồn bạc hay là oan hờn gì cả. Thì chúng tôi rất kính trọng những cái người thiên chùa giáo, những cái người linh mục ấy đã nuôi theo cái hướng của Đức Chúa đã dài đã chết đi để cho chúng tôi, để cho tất cả mọi người thấy đâu là chân lý, thấy đâu là sự thật, thấy đâu là ta ngã của việc cầm. Dạ, vâng, bác cơ thành thật cảm ơn ông. Vâng, kính thưa quý vị, bác cơ đường trình từ thành phố Westminster, California, Hoa Kỳ. Thưa quý thính giả, đã từ rất lâu, Đặng Tiểu Bình có ý định thôn tính và tiêu diệt dân tộc Việt Nam qua việc xúi dục các quốc gia trong vùng Đông Nam Á, Á Châu và Mỹ. Những âm mưu và thủ đoạn ác độc thâm hiểm đó vẫn được ghi vào lịch sử Việt Nam hôm nay và ngày mai. Để tiếp nối chương trình hôm nay qua tiết mục Đất nước đứng lên, mời quý thính giả Đài Đáp Lời Sông Núi theo dõi bài viết Côn đồ Đặng Tiểu Bình, từng chủ trương xóa bỏ Việt Nam, của Trần Trung Đạo qua sự trình bày của Nguyên Khải. Những bồi bút văn nô của đảng trong thời gian qua xuất bản hàng loạt sách ca ngợi Đặng Tiểu Bình với những cái tựa đọc lên rất dễ bị tăng sông máu như Con đường phi thường của Đặng Tiểu Bình, Đặng Tiểu Bình một trí tuệ siêu việt, vân vân. Lẽ ra nên có một tác phẩm kể tội ác của y đối với dân tộc Việt Nam và đặt tựa là Côn đồ Đặng Tiểu Bình mới đúng. Côn đồ là chữ y dùng để chỉ Việt Nam, lý do vì Côn đồ Đặng Tiểu Bình đã từng chủ trương xóa bỏ nước Việt Nam trong bản đồ thế giới bằng một cuộc chiến đánh phủ đầu. Đánh phủ đầu theo chủ trương của Côn đồ Đặng Tiểu Bình không phải là để dời vài cột mốc, đụng độ lẻ tẻ dọc biên giới, mà là một cuộc tấn công quyết định trước khi Việt Nam có khả năng chống trả. Côn đồ Đặng Tiểu Bình nói với Tổng thống Jimmy Carter trong chuyến viếng thăm Mỹ đầu năm 1979, bất cứ nơi nào Liên Xô thò ngón tay tới, chúng ta phải chặt đứt ngón tay đó đi. Cựu Ngoại trưởng Henry Kissinger giải thích quan điểm này trong tác phẩm về Trung Quốc. Những gì Đặng Tiểu Bình đề nghị về căn bản là chính sách đánh phủ đầu, đó là một lĩnh vực trong chủ thuyết quân sự ngăn chặn tấn công của Trung Quốc. Nếu cần thiết, Trung Quốc sẽ chuẩn bị phát động các chiến dịch quân sự để phá vỡ kế hoạch của Liên Xô, đặc biệt tại vùng Đông Nam Á. Đông Nam Á và ngón tay, theo ý Côn đồ Đặng Tiểu Bình, không phải là mục tiêu nào khác mà là Việt Nam. Trong chuyến viếng thăm Mỹ vào đầu năm 1979, Đặng không mua chuộc được sự ủng hộ công khai của Mỹ. Mỹ chỉ đồng ý giúp theo dõi sự động binh của 55 sư đoàn Liên Xô ở phía Bắc và chụp không ảnh các trận đánh ở vùng biên giới. Đặng tưởng đó là một thành công, nhưng hóa ra là một thất bại. Nhờ những tấm ảnh chụp từ vệ tinh mà các cơ quan truyền thông quốc tế biết quân dân Việt Nam ở vùng biên giới, dù không chuẩn bị, đã dạy cho Trung Cộng một bài học đích đáng. Theo nhận xét của Đại tá Russell D. Howard thuộc Học viện An ninh Quốc gia của Không quân Hoa Kỳ, Trung Cộng thiệt hại chỉ trong vài ngày bằng hơn một nửa số tổn thất của Mỹ trong 10 năm tham dự chiến tranh Việt Nam. Sau tuần lễ đầu chịu đựng nhiều thiệt hại, nhưng danh sách các vùng chiếm được chỉ là những làng xã dọc biên giới. Côn đồ Đặng Tiểu Bình ra lệnh bằng mọi giá phải chiếm cho được thành phố Lạng Sơn, thủ phủ tỉnh Lạng Sơn, để lấy tiếng trước khi rút lui. Chiều ngày 4 tháng 3, sau nhiều trận giao tranh đẫm máu, quân Trung Cộng đã tiến vào Lạng Sơn. Khi rút khỏi những nơi này, quân Trung Cộng san bằng tất cả nhà cửa để trả thù cho số thương vong quá lớn. Ký giả Nayan Chanda thăm vùng giao tranh vài ngày sau cuộc chiến đã ghi nhận không chỉ những cơ công sở mà cả trường học, bệnh viện đều bị quân Trung Cộng giật sập. Để ngăn chặn khối Việt Miên Lào liên minh nhau, vào tháng 8 năm 1975, Côn đồ Đặng Tiểu Bình chia sẻ với Khieu Samphan
nhân vật số 3 trong Khmer Đỏ. Một khi siêu cường, tức là Mỹ rút đi, một siêu cường khác, tức Liên Xô, sẽ chụp lấy cơ hội mở rộng nanh vuốt tội ác của chúng đến Đông Nam Á. Để xóa bỏ Việt Nam, côn đồ Đặng Tiểu Bình ủng hộ Cộng sản Campuchia giết một cách dã man đồng bào Việt sống dọc biên giới Việt Miên. Côn đồ Đặng Tiểu Bình gặp riêng khát máu Pol Pot từ 28 tháng 9 đến 22 tháng 10 năm 1977 tại Bắc Kinh. Khát máu Pol Pot chủ trương chỉ cần một người Campuchia diệt được 30 người Việt, dân Campuchia sẽ tiêu diệt toàn bộ dân tộc Việt Nam. Các cuộc đột kích vào Thổ Châu, Phú Quốc, nhiều địa phương thuộc các tỉnh An Giang, Tây Ninh, đốt phá làng mạc, giết người, bắt cóc, bịt mắt thả sông của Khmer Đỏ trong giai đoạn 1977-1978 phát xuất từ chủ trương này. Về mặt đối ngoại, côn đồ Đặng Tiểu Bình cố gắng thuyết phục các quốc gia Đông Nam Á, Á Châu và Mỹ từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1979, Đặng thăm viếng hàng loạt quốc gia châu Á như Nhật, Thái Lan, Mã Lai, Singapore, Miến Điện, Nepal. Tại mỗi quốc gia thăm viếng, họ Đặng luôn đem thỏa ước Việt Xô ra hù dọa các nước láng giềng như là mối đe dọa cho nền hòa bình và ổn định Đông Nam Á. Đặng phát biểu tại Bangkok ngày 8 tháng 11 năm 1978, Hiệp ước Xô Việt này có ý nghĩa quan trọng hơn đối với Á Châu và Thái Bình Dương. An ninh và hòa bình châu Á, Thái Bình Dương và toàn thế giới bị đe dọa. Ngoại trừ Singapore, Đặng nhận được ủng hộ của hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Lý Quang Diệu sáng suốt chỉ ra cho côn đồ Đặng Tiểu Bình thấy, không có một cộng đồng Nga Kiều nào tại các nước Đông Nam Á có thể dẫn đến các cuộc nổi dậy của Cộng sản do Liên Xô ủng hộ. Nhưng ở đâu cũng có các cộng đồng Hoa Kiều được đảng và nhà nước Trung Cộng xúi dục và ủng hộ. Việt Nam, quốc gia vùng trái độn giữa hai quyền lực thế giới, chưa bao giờ đứng trước một chọn lựa tử sinh như hôm nay. Một người có trách nhiệm với tương lai đất nước, dù cá nhân, mang một thiên kiến chính trị nào, cũng phải biết thức tỉnh, đặt quyền lợi dân tộc lên trên, chọn hướng đi thích hợp với đà tiến văn minh dân chủ của thời đại, chấm dứt việc cấy vào nhận thức của tuổi trẻ một tinh thần bạc nhược, đầu hàng, vinh danh kẻ thù dân tộc. Chỉ với vài trong số rất nhiều tội ác mà lịch sử sẽ lần lượt viết ra trong tương lai, Đặng Tiểu Bình xứng đáng được gọi là côn đồ. Đài phát thanh đáp lời sông núi. Thưa quý thính giả, như đã loan báo, kể từ thứ Năm ngày 1 tháng 3 năm 2018, chương trình Đáp Lời Sông Núi sẽ phát trên làn sóng ngắn 25 mét, tức 11.850 kg chu kỳ. Thứ hai đến thứ bảy vẫn từ 8 giờ 30 đến 9 giờ tối, riêng chủ nhật từ 5 giờ 30 đến 6 giờ chiều. Mong quý thính giả lưu ý về sự thay đổi này. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, trong tâm thức sâu thẳm của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam, chủ nghĩa Việt Nam đồng nghĩa với sự chia chác tài nguyên quốc gia như những bổng lộc mà đảng viên cao cấp đương nhiên có quyền thừa hưởng. Mời quý thính giả nghe phần bình luận của Thiên Hạ Luận với tựa đề Dân ý về chết và chôn sẽ được Hướng Dương trình bày để kết thúc chương trình phát thanh của Đài Đáp Lời Sông Núi tối hôm nay. Chắc chắn đại diện Bộ Xây dựng và chính quyền thành phố Hà Nội không thể ngờ rằng lễ công bố quy hoạch chi tiết xây dựng nghĩa trang Yên Trung tỷ lệ 1/500 do họ phối hợp tổ chức hôm 1 tháng 2 lại trở thành một cuộc trưng cầu dân ý về thời điểm giới lãnh đạo cao cấp nên chết và chuyện chôn giới này. Dẫu đã hơn một tuần tính từ buổi lễ đó, song cuộc bàn luận về ý tưởng trục xuất 105 gia đình đang sinh sống dưới chân núi Ba Vì thuộc huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội, để dùng 120 hectare đất xây dựng nghĩa trang Yên Trung, không những chưa kết thúc mà càng ngày càng rôm rả. Trên các diễn đàn điện tử mạng xã hội, song song với sự thịnh nộ vì bất chấp thâm thủng ngân sách, nợ nần gia tăng, các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh
như trường học, bệnh viện, v.v. vừa thiếu vừa tồi tệ về chất lượng. Số người nghèo khổ càng ngày càng đông. Giới nào cũng ta thán về sưu cao thuế nặng. Chính phủ Việt Nam vẫn phê duyệt dự án ngốn tới 1.400 tỷ này, chỉ để chôn cất từ 2.200 đến 2.500 cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước và các anh hùng, danh nhân. Lần đầu tiên dân chúng Việt Nam thi nhau bày tỏ suy nghĩ của họ về chuyện chết cũng như chôn những cá nhân thụ hưởng đặc quyền, an nghỉ cuối cùng ở Nghĩa Trang Yên Trung. Cho dù Nghĩa Trang Yên Trung được giới thiệu còn là nơi an nghỉ cuối cùng của các anh hùng danh nhân, song mũi dùi của dư luận chỉ chĩa trực tiếp vào cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước. Giống như nhiều người nêu thắc mắc, chắc gì các anh hùng dân tộc, các danh nhân văn hóa thích được chôn cùng chỗ với các quan chức cao cấp. Đoàn Khắc Xuyên nhận định, xếp các anh hùng danh nhân vào cùng một nhóm với những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước là nhập nhèm đánh đồng cái này với cái kia, bởi cái này không phải cái kia chưa chắc đã là cái này. Theo ông Xuyên, đó là một kiểu đánh lận con đen nhằm né tránh dư luận. Thành ra, những bình luận kiểu hết ý khi đến giờ này mà vẫn còn phân biệt chỗ chôn giới lãnh đạo cao cấp với thường dân, hoặc Nghĩa Trang Yên Trung cho thấy tầm nhìn xa của giới lãnh đạo cao cấp, thành ra họ hối hả chuẩn bị hậu sự cho mình. Hay, đừng tiếc 1.400 tỷ mà nên chấp nhận đóng góp thêm vài chục ngàn tỷ nữa để lập các nghĩa trang, chôn toàn bộ giới lãnh đạo cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã một lần cho xong. Rồi những băn khoăn kiểu, con cháu giới lãnh đạo cao cấp đã định cư ở nước ngoài hết rồi, bỏ ra 1.400 tỷ sẽ phí vì lấy ai thắp hương. Và những an ủi kiểu, bởi khó mà chặn dự án Nghĩa Trang Yên Trung, thành ra cứ xem đó như chi phí cho việc gom hết vào một chỗ, để sau này nhân dân dễ tìm. Được người sử dụng Internet rải đầy trên mạng xã hội Việt ngữ, chúng nhiều như lá mùa thu. Facebooker Nguyễn Văn Thọ, người khẳng định là cùng thời, có số tuổi Đảng, tuổi cống hiến ngang với những cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, gọi họ là đồng chí, khuyến cáo chi 1.400 tỷ thực hiện dự án Nghĩa Trang Yên Trung là tự đào huyệt chôn mình, chôn theo cả lòng tin mà cuộc chiến chống tham nhũng đang nhen nhóm lại, thậm chí chôn đi cả lòng biết ơn của nhân dân với sự nghiệp cách mạng mà các bậc tiền bối đã dành cho Đảng. Đặng Huỳnh Lộc, cháu của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, huỵch toẹt, thay vì xây nghĩa trang để củng cố lòng tin của nhân dân, thì hãy tự sát để nhân dân tin là đã chết thật. Võ Đắc Danh, con của một bà mẹ Việt Nam anh hùng, tán thưởng, đó là cách tốt nhất để lấy lòng tin của nhân dân. Đã có không ít người dẫn câu ca dao, thương dân dân lập đền thờ, hại dân dân đái, ngập mồ thối xương, như một cách răn đe. Hoàng Tư Giang cũng dẫn câu ca dao này kèm câu hỏi, triết lý đơn giản như vậy, trải qua nhiều triều đại, mà sao các anh không nhận ra từ lúc còn trên đỉnh cao quyền lực cho tới khi nhắm mắt xuôi tay? 1.400 tỷ là máu và nước mắt của người dân đấy. Theo khuynh hướng đó, Đỗ Minh Tuấn bỡn cợt rằng, nên đối xử bình đẳng với tất cả các dự án, khoan phản đối khi chưa xác định được các thông số khoa học. Giống như các dự án khác, dự án Nghĩa Trang Yên Trung cần phải qua giai đoạn khảo sát, nghiên cứu, tiền khả thi, kèm đánh giá tác động môi trường. Theo ông Tuấn, trước khi xài cho hết 1.400 tỷ để xây bãi tha ma quan chức, chôn đồng loạt các xác chết, thì nên chôn thử. Ông hiến kế, chôn thử thằng nghĩ ra dự án xem môi trường trong khu vực có bị ảnh hưởng do nước tiểu của dân không. Sau đó, kiểm tra xem dư luận xã hội ra sao. Gia đình người được chôn thử có phát tài phát lộc hay không? Ông Tuấn còn đề nghị nên khảo sát và dự báo cả yếu tố trong tương lai, liệu con cháu của những người sử dụng bãi tha ma quan chức có bị tổn thương khi suốt ngày nghe chửi và ngửi mùi nước tiểu không? Từ khi trở thành tổ chức chính trị duy nhất nắm giữ độc quyền lãnh đạo toàn diện tại Việt Nam, dù nhiều người, nhiều giới đề nghị nhiều lần, nhưng chưa bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức trưng cầu dân ý. Dự án Nghĩa Trang Yên Trung giống như giọt nước làm tràn ly, dẫu chẳng có ai, nơi nào đứng ra tổ chức, nhưng nhiều người, nhiều giới đồng loạt bày tỏ tâm ý của họ. Sau lần dân chúng tự phát
biểu thị tâm ý này, không rõ các cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước có đắn đo chút nào mỗi khi lập lại luận điểm lãnh đạo toàn diện tuyệt đối là sứ mệnh mà nhân dân tin tưởng giao phó hay không. Trước khi chia tay trong buổi phát thanh tối nay, kính mời quý thính giả cùng đài Đáp Lời Sông Núi nhớ đến bà Ngô Thị Minh Ước, sinh năm 1957, bị bắt ngày 8 tháng 7 năm 2014 với bản án 4 năm tù giam, một người Việt đang bị nhà cầm quyền Cộng sản giam cầm trong ngục tù vì lòng yêu nước, lẽ phải và sự đóng góp tích cực vào tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.